Số tài cổ NK Mobile, xin chào tất cả quý khách hàng đang xem video nhé. Ở video trước thì bên em đã giới thiệu chị các mẫu máy điện thoại Nokia C500 có 3 màu cho anh chị, đó là màu xám này, màu đen và màu trắng nhé. Thì ở video này thì em sẽ giới thiệu chị là cách sử dụng máy điện thoại Nokia C500 cũng như là mình hướng dẫn cho anh chị là có thể tải phần mềm Opera Mini để mình có thể là duyệt web trên máy điện thoại Nokia C500 nhé. Đó thì trước khi vào video thì quý anh chị và quý cô chú là mình hỗ shop là mình đăng ký kênh cũng như là like và chia sẻ video cho người có biết đến sản phẩm điện thoại Nokia cổ bên em và cái video hướng dẫn này nha anh chị nhé. Đó thì đây là chiếc Nokia C50 màu đen anh chị nhé. Thì anh chị cần lắp sim rồi nhé, bởi vì là máy này nó không có wifi, dùng 3G thôi, đây 3G như này, sóng 3G như này nha anh chị nhé. Đó thì mình cần một cái sim có đăng ký mạng nha anh chị nhé, có đăng ký mạng nhé. Như đây sim em là sim Viettel đăng ký mạng 4G rồi nhé. 4G hay 3G thì đều có băng tần cả anh chị nhé. Anh chị đăng ký gói 4G thì nó vẫn có 3G và vẫn có 2G nha anh chị, sẽ sử dụng mạng nhé. Đó thì anh chị vào cho em vào phần menu này. Đầu tiên anh chị vào phần menu này. Ở đây thì các phần tin nhắn này thì anh chị có thể là sử dụng bình thường thôi. Đó. Ở danh bạ thì anh chị có thể là được giới thiệu là anh chị vào trong phần tùy chọn này và vào cho em cái phần cài đặt nhé, cài đặt này. Đó rồi. Mình sẽ vào trong phần cài đặt nhé. Và chọn cho em chờ bộ nhớ là bộ nhớ cả tích cả hai bộ nhớ máy và bộ nhớ sim nhé. Như vậy là mình sẽ hiện danh bạ trên sim luôn anh chị nhé. Cái này là danh bạ của em này. Đó. Ngoài ra thì phần camera của máy thì chị vào phần camera của máy thôi và mình sẽ chụp ảnh bình thường thôi, chụp ảnh bình thường, và nếu mà anh chị có thẻ nhớ thì mình sẽ lưu vào trong thẻ nhớ, còn không trên máy thì nó được khoảng hơn 100 MB rồi, cũng lưu được vài chục tấm ảnh anh chị nhé, thoải mái. Ở đây thì có phần lịch này. Lịch nhá. Ngoài ra thì nó sẽ có các cái ứng dụng như kiểu là mình có thể sử dụng như kiểu như máy tính chẳng hạn, máy tính này, văn phòng này, máy tính này. Đó, máy tính đây nhá. Ghi chú, ghi chép đều đủ đầy đủ hết cho anh chị nhé. Đây này, anh chị có thể nhìn này. Đó, mình sẽ bấm cộng trừ nhân chia đây. Đó. Đấy là những cái tính năng cơ bản. Đây là phần quản lý tập tin này. Là sẽ mình sẽ lưu thẻ nhớ trong này. Thẻ nhớ thì em chưa lắp nhưng mà chị lắp thẻ nhớ bên hông mình nha chị nhá. Còn này đây là bộ nhớ máy của nó sẽ là 200 ổ nhiều phết này, 237 MB chị nhá. Rất là nhiều đấy, chị lưu được khoảng độ tổng tầm chục bài hát này chị nhá, tầm chục bài hát nhá. Đó. Đấy thì tiếp theo là bên em sẽ giới thiệu chị là mình tải phần mềm Opera Mini. Đầu tiên là anh chị cần cài cho em là cài ngày giờ nhá. Cài ngày giờ vào cài đặt này, cài đặt này. Và vào phần điện thoại em. Được không? Phần bình thường nhé và cài ngày giờ cho em. Ngày giờ thì anh chị để cho em là ngày hôm nay là ngày 19 tháng 07 này, bình thường là bây giờ sẽ là năm 2023 đúng không chị, năm 2023, nhưng mà anh chị để lùi cho em một năm là 2022 nhé, để mình có thể cài phần mềm rồi nhé. Đó, nhấn ok này, nhớ anh chị nhé, cài năm 2022 nhé. Rồi bây giờ anh chị vào trong phần web cho em, vào phần web này và anh chị nhấn em chữ m.opera opera này là .com nhé. Đó. .com. Nhấn ok. Nó sẽ chạy nhé, chạy về theo internet này. Đó, anh chị nhìn này. Ở trên này nó sẽ sóng hai cái ngang này sẽ có sóng nha chị nhá. Cái này nó mới tốn dung lượng nhé, còn nếu không có không tốn dung lượng đâu. Nó hiện cả 3.5G luôn anh chị này. Ok luôn chưa? Đó. Anh chị tải em cái bản đầu tiên này luôn nhá. Tải bản đầu tiên luôn nhá. Đó. Nhấn ok luôn. Nó tải một tí là xong rồi. Đấy, 1 phút là xong, nó có 1 MB thôi. Chừng mấy giây là xong, nhấn ok, nhấn có này, nhấn tiếp tục này, để cài đặt mình cài đặt cái phần mềm này nhá, đang cài đặt này, đó, như vậy là đã xong nhá. Tại sao mình còn cần cài cái phần mềm này? Bởi vì là hiện tại là trên cái phần web này nó đã hạn chế rất là nhiều rồi, thì mình cần một cái phần mềm bên thứ ba để mình sử dụng anh chị nhá. Vào phần ứng dụng này, vào Opera Mini này, đó, rồi kết nối mặc định cho anh chị nhá, Viettel internet luôn, đó, nó sẽ chạy này. Anh chị đợi một chút để nó nót cái phần mềm Opera Mini này nhá. Đấy, mình nhấn chấp nhận anh em là được. Như vậy là đã xong vào trong cái trình duyệt này luôn nhá. Anh chị có thể sử dụng Facebook ở trên này anh chị nhá. Nói chung là Facebook này nó cũng hơi tù nhưng mà vẫn dùng được anh chị nhá. Dùng anh chị hơi chịu khó nót lại một chút cũng khá là nhanh anh chị nhá. Anh chị đăng ký nhá, đăng nhập vào đây và mình sử dụng bình thường thôi. Đấy là nếu anh chị nào cần gấp ấy mình sẽ sử dụng cái này được. Đó. Ngoài ra thì anh chị có thể là vào trong Google này. Google đọc báo chẳng hạn. 24 giờ và cái quan trọng nhất chắc là để tải game thôi chị nhé. Ví dụ đây anh em có 24 giờ này. Đây này, cái phần này này anh chị nhấn vào phần dấu thăng này. Này nó sẽ đổi các cái của nó nhá. Thì đây là mình sẽ khi chị gõ này 24 giờ này. Nó sẽ chuẩn hơn nhá. 24 giờ nhá. 24 giờ này, nhấn ok. Và nó sẽ tải luôn nhá. Đó, mình sẽ đọc báo thử một chút này, 24 giờ dân trí chẳng hạn, đó. Cũng rất là ok chị nhé. Đây này. Rất là hay nhá anh chị nhá. Hôm nay là ngày 19 tháng 7 anh chị nhá. Đó. Ngoài ra thì anh chị có thể
tải phần mềm, tải game ở trên trang web, như ví dụ như là trang giải trí 321.pro chẳng hạn, hoặc là góc tải.com mình nhé. Giải trí này 321.pro chị nhé. Nếu mà anh chị nào đã có game sẵn ở trong thẻ nhớ, chị có thẻ nhớ anh chị cài đặt cũng được anh chị nhé. Đó thì đồng hồ nhiều cách khác nhau thôi. Đây, hôm nay em sẽ tìm một cái bản Contra để chơi chị nhé. Contra này rất nhiều game online này, Adobe Avatar này. Đó, anh chị tải trên này được nhé. Em tải game Contra xem nào. Chắc là cũng khó tìm phết đấy. Đây, ở đây thì có cái tập hợp game Note này, game offline này. Anh chị vào trong phần game Note này cũng được này. Đó, đây nó đang bị lỗi, trang này bị lỗi đi nha chị nha. Tạo gồm game hay đi. Cái trang này nó bị chết nhiều nhiều link rồi chị nhá, nhiều link nó bị chết rồi. Nên là thì anh chị vào nó vẫn được nhá, đây này. Đấy, nhiều game hay chơi chị ơi. Đó, mình có thể là tải game. Nhưng mà hôm nay em muốn tìm game con trai chị ạ. Để em tìm xem nào. Tìm kiếm ở đâu nhỉ? Tìm này chắc lâu lắm. Nhưng mà thôi để em tìm xem nào. Hình như trong này có game con trai đấy. Trước em có nghịch một lần rồi. Con cha đào vàng này, rất nhiều game hay chị nhá. Game con cha bắn nhau cho thích chị nhá. Nhiều trong web nha, nếu chị nào có trong web nào hay hay thì chị bình luận dưới phần video nhé. Thì nhiều anh em mình biết đến nhiều trong web hay thì chị có thể tìm được nhiều game hay để chơi nhé. Giải trí rất là vui nhé. Chơi phím bấm này nó rất là hay, khác với này cả. Ê, cao cho 4 rồi chị ơi. Con cha 4 nha. Đấy. Tải luôn. Cái màn hình của máy ấy, sẽ này là màn hình Nokia 240 x 320 chị nhá. Đây này. Nó sẽ là cái này này, 240 x 320. Đó. Mở luôn. Chết rồi, cái màn này nó bị lỗi rồi chị ơi. Màn này sẽ bị lỗi rồi. Không tải rồi. Đóng rồi, màn này lỗi rồi chị nhá. Nó phải hiện lên luôn cơ. Xem nó bàn khác nào. Nó phải hiện lên luôn cơ để mình tải về cơ. Cái này nó bắt vào mở vào đây là không được rồi. Buồn ghê, không được rồi anh chị ơi. Trở về. Mình hồi nãy anh chị có thể tìm game như này nhé, chị vào menu này. Vào trong Google nhé. Contra 4 Java. Đấy, Java game này, anh chị nhìn Java chưa? Đó, nhấn vào. Đây nó trong game hub này có này. Game hub luôn này. Anh chị vào game hub.pro cũng được nhé. Đấy, tải về này. Anh nhấn xuống thôi, tải về thôi. Đó. Tải về. Màn hình 240 x 320 chị nhé. Nó vẫn không được rồi, nó vào đây không được rồi chị nhé. Mình tải bản JAD đi. JAD được nhé. Nói chung là thử thôi anh chị ạ, bây giờ nó cũng khó khó tải ấy. Anh chị phải tìm những cái trang web nó tải được cơ thì mới được. Ở đây cài được này. Tải về luôn này. Ok luôn. Đó. Tải về luôn này. Đấy anh chị chỉ khó tìm như em nhé. Thì nói chung là nó cũng 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 dễ thôi. Anh chị cứ tìm mà được. Đây, chơi luôn. Còn tra 4 luôn. Đó. Rất hay chị nhé. Nó chỉ có tiếng tiếng Anh thôi chị ạ, không có tiếng Việt. Chơi luôn. Ui. C5 thì rất là khỏe chơi game chị nhá. Ok luôn này. Chơi luôn. Chơi luôn. Nhảy luôn. Xem nào, phím bấm nào. Phím 5 là để nộn này. Phím 6 là để đi này. Ôi, em chưa quen phím bấm. Phím 3 này bắn chéo này, phím 3 bắn chéo này. Phím này 5 này, phím này 5 này. Cái này dùng hai tay chơi được chị ạ, một tay hơi khó chơi. Bắn luôn. Bắn luôn. Rất hay chị nhá. Phá đảo luôn. Rồi, cái này là trên này, cái này là xiên này. Nó theo các phím này luôn anh chị nhá. Đó. Rồi mình sẽ ăn cái mạng. Thôi chết rồi. Buồn thế nhỉ. Ok đây em sẽ ăn cái mạng, cái đạn này, đạn 3 tia này. Rồi. Cái này thì bắt Vinh rồi. Ok nha. Nằm xuống. Chết đi. Rồi. Cái phím 5 này sẽ là để mình kéo lên nha chị nhá. Phím 5 này này. Đấy. Hay quá anh chị ạ. Ấy kéo lên. Hay quá. Thôi chết, tại chết. Ok chị nhá. Rất nhiều game cho chị có thể tải nhé, AOE này, đế chế này, hoặc là chơi game đầu vàng, thứ đấy là nhiều game luôn, anh chị có thể tìm hiểu trên đấy nhé.
Đó thì video này bên em giới thiệu chị là cách sử dụng máy điện thoại Nokia C50 cũng như là tải game trên máy Nokia C50 anh chị nhé. Cảm ơn chị đã xem video.